Sau khi chữa trị cho Lý Thiên Anh, tôi theo Hà Khánh Vũ đến một buổi đấu giá. Khi nhóm ra khỏi đấu giá, bất ngờ tôi ngửi thấy một hương thơm kỳ lạ trong không khí. Đó là mùi hoa hồng. Tôi cảnh giác nhìn xung quanh. Mặc dù mùi thơm giống nhau, nhưng điều này không có nghĩa là hoa hồng chắc chắn sẽ xuất hiện ở đây. Hà lão gia, các ông đi trước nhé, tôi còn việc phải làm. Vậy được, Hà tiên sinh, hãy chú ý an toàn. Hà Khánh Vũ hơi lo lắng nói với tôi. Ở phía xa, Trương Hữu Tài đang quỳ trên đất cầu xin. Hãy đợi một chút, Hoa Hồng, hãy nghe tôi nói, tôi thực sự không biết là ai đã sát hại đệ đệ của cô. Tôi chắc chắn không làm. Thực sự là Hoa Hồng. Nếu không phải anh, thì là ai? Hoa Hồng, tôi nói với cô một lần cuối. Tôi không có giết đứa trẻ đó. Sư huynh đang trên đường đến. Nếu anh ấy biết cô dám đụng vào đồng môn, anh ấy chắc chắn sẽ không tha cho cô. Tôi nghe thấy điều này và rung nhẹ. Tôi hơi ngạc nhiên. Nguyên lai, Hoa Hồng và Trương Hữu Tài là đồng môn. Hoa Hồng hừ lạnh một tiếng cười mỉa mai. Đừng nói Lăng Tiêu đến, ngay cả Thiên Vương lão tử đến, hôm nay anh cũng sẽ chết. Lập tức, Trương Hữu Tài van xin cô ấy, hét lên một cách thảm thiết. Hoa Hồng, tôi đã nói với cô tôi không giết em trai cô. Cho dù anh có giết em trai tôi hay không, anh cũng phải chết. Sư huynh, anh đến rồi. Trương Hữu Tài mừng khôn xiết khi thấy người đàn ông tóc hồng đến, chợt thở phào nhẹ nhõm. Người dám giết sư huynh đệ của mình tìm chết. Người tóc hồng cầm thanh kiếm trên tay, ngay lập tức hướng về Hoa Hồng. Hoa Hồng sử dụng toàn lực của mình, dưới ánh sáng của dao kiếm, người tóc hồng đá mạnh Hoa Hồng ra xa. Cú đá rất mạnh, đến mức Hoa Hồng bị đá xa, ông bụng đau đớn mãi chẳng thể đứng dậy. Sư muội, chỉ với chút bản lĩnh đó mà cũng dám thách thức sư huynh của mình. Người tóc hồng cười lạnh. Sau đó, anh ta đưa thanh kiếm trong tay về phía Hoa Hồng. Nếu cô đã đau khổ vì người em trai mù đã chết, thì tôi sẽ cho cô xuống dưới đoàn tụ với cậu ta. Các người đều là linh hồn chết dưới tay tôi, hãy tha cho cô ấy. Là kẻ nào? Anh với Hoa Hồng có liên quan gì? Sư huynh, anh ta chính là Hà Gia Vinh, sư muội của tôi. Vì một tên vô dụng như anh, phản bội mệnh lệnh của sư môn. Hỗn xược! Người tóc hồng nghe lời của tôi bất ngờ tức giận, lầm bầm một tiếng. Sau đó thanh kiếm trong tay anh xoay mạnh, lập tức tấn công về phía tôi. Hai người chiến đấu. Vẻ mặt Trương Hữu Tài đen sạm, là cảnh sát hoặc ai đó trong quân đội đã đến. Sư huynh mau đi, hôm nay tôi tha cho anh. Lời nói vừa xong, anh nắm lấy Trương Hữu Tài và chạy đi. Sư huynh, anh không cần buồn đâu. Khi anh đã luyện thành Chí Cương Thuần Thể, thì trong tương lai giết Hà Gia Vinh cũng không phải là khó khăn. Người tóc hồng mới chuẩn bị mở miệng, nhưng không thể kiềm chế được và phun ra một ngụm máu. Anh đặt một tay lên ngực, sau đó anh ngã quỵ xuống. Trương Hữu Tài mặt mày biến sắc. Sư huynh, anh làm sao vậy? Chí Cương Thuần Thể cái quần què, nếu không có bộ giáp Long Lý Thần mà thầy tặng, tôi sợ tôi đã mất mạng rồi. Người tóc hồng chửi rủa. Cú đâm của tôi rất mạnh. Ngay lúc đó, anh ta đã cảm thấy đau ở ngực. Tuy nhiên, anh ta đã liên tục kiềm chế. Anh ta biết rằng nếu tôi biết anh ta đã bị thương, chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội giết anh ta. Sư huynh, bộ giáp Long Lý Thần này được truyền từ tổ tông và được làm từ kim cương, ngay cả súng hạng nặng cũng không làm nó bị một chút tổn thương. Xem ra, thầy đã đánh giá quá cao về độ cứng của bộ giáp Long Lý Thần này. Người tóc hồng cay đắng nói. Trong lòng anh ta thà tin rằng bộ giáp không hoạt động, còn hơn tin rằng sức mạnh của tôi quá lớn. Tôi vừa nãy căn bản không dùng hết sức. Hơn nữa là tôi đã quá coi thường. Nếu không, với khả năng của anh ta không thể làm thương tôi. Khi nói xong, anh ta không kiềm chế được phun thêm một ngụm máu. Sư huynh không sao chứ? Thấy tình hình Trương Hữu Tài đen mặt. Sư huynh, anh giả vờ hơi quá đấy. Hoa Hồng mở miệng với vẻ mặt quyến rũ. Hà tiên sinh, anh lại cứu tôi một lần nữa. Thật không thể báo đáp hết. Anh đã trở thành người anh hùng trong trái tim tôi rồi đấy. Cô thật sự không được tí nào. Lần trước vì sao không từ mà biệt? Không chạy trốn, không lẽ phải chờ anh bắt tôi à? Kiên nhẫn một chút, chúng ta sẽ đến bệnh viện. Tôi nhìn thấy Hoa Hồng ôm bụng mồ hôi nhễ nhại, lòng đầy đau khổ, an ủi nhẹ nhàng. Khi đến phòng khám, tôi trước tiên bắt mạch cho Hoa Hồng, sau đó tôi châm cứu cho cô ấy, rồi sau đó yêu cầu Lý Khải sắc một liều thuốc. Khi Hoa Hồng uống thuốc, tâm trạng của cô ấy đã tốt hơn nhiều. Tối nay anh đã đấu với Lăng Tiêu rồi. Anh cũng thấy người này thật sự không đơn giản. Người tên Lăng Tiêu này đến từ đâu? Tôi không nghĩ anh ta lớn tuổi lắm, trẻ tuổi như vậy, nhưng rõ ràng anh ta đã tu luyện Chí Cương Thần Thể. Đúng vậy, tôi cũng không biết tại sao sức mạnh của anh ta đã đạt đến cấp độ này. Chí Cương Thần Thể, thậm chí lão già kia còn không luyện được. Thực ra, về khả năng của anh ta, tôi không sợ, nhưng tôi thực sự không thể giải mã được Chí Cương Thần Thể của anh ta. Xem ra tạm thời tôi chỉ có thể né tránh. Lúc này, tôi đối với Lăng Tiêu đã có chút sợ hãi, nhưng tôi không biết rằng Lăng Tiêu càng sợ hãi tôi hơn. Nếu ngày đó là Lăng Tiêu ép cô làm vật hy sinh, thì cũng có nghĩa anh ta mới là kẻ giết người biến thái thực sự. Hoa Hồng nhăn mặt mở miệng. Nhưng anh ta chỉ là một con dao bị lợi dụng mà thôi. Kẻ thực sự đứng sau là lão gia của Quân Thái Sơn. Tôi không thể nào giữ được bình tĩnh, tôi khá ngạc nhiên. Quân Thái Sơn nằm ở ngoại ông thành Kinh Thành phải không? Hình như đó là một điểm tham quan du lịch cấp 4 à? Hoa Hồng gật đầu, bày tỏ tâm trạng mơ màng. Tôi lớn lên ở đó từ nhỏ, ai có thể biết được? Lão già ấy hàng ngày nói về Vô Lượng Thiên Tôn, không ngờ được ông ta là một tên ác ma độc ác. Tôi đột nhiên bàng hoàng. Nơi này là nơi tín ngưỡng, nơi linh thiêng, nơi tu luyện, làm sao có thể có một con ác quỷ hung ác như vậy ẩn náu? Đã không còn sớm, cô nên nghỉ ngơi đi. Đợi đã, tôi cảm thấy hơi sợ. Tối nay anh có thể ở lại cùng tôi không? Cô yên tâm, tôi sẽ không đi. Tôi cũng sẽ ở lại phòng khám tối nay. Tôi và anh Lý sẽ ở phòng cạnh bên. Nhưng tôi vẫn sợ. Hãy ở lại với tôi một đêm thôi. Anh có thể lấy giường gấp đặt ở phòng này ngủ được không? Trong mắt của Hoa Hồng tràn đầy niềm hy vọng. Sao nào, anh sợ vợ mình biết à?
Ở nhà tôi nói một cô ấy không dám làm hai. Tôi nói đi hướng đông, cô ấy không dám đi hướng tây. Nhưng nếu anh nói với cô ấy rằng anh muốn cưới tôi thì sao? Hoa Hồng nghiêng đầu, cười thật tươi nhìn về tôi, trông giống như một con cáo tinh khôn. Khi nghe lời này tôi bất giác giật mình. Tôi chỉ đùa thôi tiểu đệ đệ. Hoa Hồng cười khúc khích với tôi. Thế nào, đã lộ rồi chứ? Nếu anh không dám ở lại đây, tôi cũng không ép anh đâu. Thực ra, tôi chỉ muốn tìm ai đó để trò chuyện mà thôi. Nói đến đây, cô ấy bất ngờ buồn rầu, ánh mắt không còn sự sáng sủa như lúc nãy. Thất vọng đến cùng cực, có thể nội tâm cô ấy đang trống rỗng và mệt mỏi đến cực điểm. Hà tiên sinh, tôi rất tò mò về anh. Anh đến từ đâu vậy? Hoa Hồng tò mò hỏi. Một người có y thật tài giỏi như vậy, còn có khả năng võ công phi thường. Vị trí của anh là đỉnh cao mà nhiều người cả đời cũng không thể đạt được. Nhưng tối nay, tôi lại thấy khả năng của anh trong việc định giá cổ vật cũng không phải là bình thường. Tối nay, cô đã chứng kiến toàn bộ quá trình, chứng kiến người tự xưng là đại sư thế giới sau cùng bị tôi đánh bại cho đến không còn chút sức sống. Trong đầu cô, tôi giống như là một siêu nhân. Mỗi lần gặp mặt đều khiến người ta mê mệt. Tôi sẽ từ từ kể cho cô nghe khi có dịp. Hoa Hồng cười khúc khích, giọng điệu tràn đầy kỳ vọng, đồng thời cũng có một chút tiếc nuối, nhẹ nhàng nói, nhân môn cửu đỉnh, tôi hy vọng có dịp tôi có thể từ từ nghe anh kể chuyện của anh. Ngoan, ngủ đi. Sau cuộc hỗn loạn tối nay, thật sự làm cô ấy mệt mỏi. Sáng hôm sau, khi mặt trời mới lên, tôi vươn mình dậy, lướt sang bên cạnh nhìn Hoa Hồng. Sau đó, tôi bừng tỉnh, đột một giật mình, vô cùng hoảng hốt.